Hôm nay thì em Lê Hiệp đang có mặt trên tuyến đường D2 của khu dân cư Lộc Phát thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha quý vị. Đây, một con đường mà hiện tại nhà cửa đang được xây dựng lên khá là nhiều luôn quý vị. Đó, dân thì đã về đây ở cũng khá là sẵn sàng nhau rồi. Đấy nha quý vị, đang được thi công xây dựng khá là nhiều luôn. Cực kỳ sầm uất. Đấy, xây dựng rộn ràng luôn này quý vị ơi. Đấy, tranh thủ cho những tháng cuối năm để mà đi vào đón nhà mới cùng năm mới nha quý vị. Đấy. Đó, đang thi công xây dựng. Công trình đổ nhau thi công. Vâng, và đây, ngày hôm nay thì gửi đến cho quý anh chị tham khảo cái lô này, kế bên bờ tường căn nhà này nha quý anh chị. 2.2 tỷ và có diện tích là 62 m², với chiều ngang là 4 m và dài vào tận trong này là 16.5. Đấy nha quý anh chị. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Lô này thì không dính cái gì cả, không hổ ga, không ù điện. Có tuyệt vời. Nằm ngay đây là khu dân cư Lộc Phát Residence thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và kế bên đấy là chợ đêm Hòa Lân này, được chợ Thuận Giao và đặc biệt là gần với ngã tư Hòa Lân, gần với đường quốc lộ 13 nha quý anh chị. Một vị trí kết nối cực kỳ thuận tiện và dễ dàng. Và mức giá anh chủ đang mong muốn là 2.2 tỷ, vẫn còn thương lượng và có hỗ trợ vay. Thì quý anh chị đợt này đang cần tìm cho mình một lô đất nằm trong khu dân cư này để mình đầu tư thêm hay là xây dựng nhà ở đón năm mới, thì có gì tham khảo thêm lô này và liên hệ em theo số điện thoại 0974 313 794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ thông tin. Và ngoài ra em Hiệp còn rất là nhiều sản phẩm về nhà và đất của toàn thành phố Dị An và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tất cả đều là sổ hồng riêng nha quý anh chị và có hỗ trợ vay ngân hàng. Thì quý anh chị mà ưng ý thì cứ ủng hộ và liên hệ cho em. Và ngoài ra thì rất mong được quý anh chị cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký để em mỗi ngày ra thật nhiều video hơn. Đấy. Về lĩnh vực bất động sản cho toàn thể quý anh chị cùng tham khảo. Và đấy nha quý anh chị. Nằm đường ngoài kia là đường D1, đường trục chính của khu dân cư. Đó, nằm mặt trước của căn nhà này đang xây luôn. Thì là đường D1 và đây là đường D2. Một con đường mà đang được xây dựng cực kỳ sầm uất quý anh chị này. Đó. Vâng. Có gì quý anh chị ủng hộ và liên hệ em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.